Kênh của đồ gỗ Đức Hiền trên youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Và ngày lúc nãy thì chúng tôi mới quay cái bộ khuôn thước cấu đối này là để trong xưởng cho nên ánh sáng nó không đủ. Bây giờ mới mang về cửa hàng thì bây giờ kê ngay ngắn ra trước cửa tầng 1 khu A của chúng tôi đây để quay để phục vụ quý vị. Và hôm nay là 24 tháng 6 năm 2016. Kính thưa quý vị, là bộ này thì đã có khách ở Sài Gòn đăng ký rồi và chúng tôi đang bắt đầu là cắt dây để chuẩn bị bọc đây, cái đống dây này. Anh có dặn chúng tôi là dùng sũ mốt mút xốp rồi các thứ chèn kê cẩn thận giúp anh, bởi vì vào trong Sài Gòn đường xá xa xôi, nhưng mà chúng tôi là từ xưa nay là chuyển kể cả những cái tủ chè kênh bông và những cái chanh rất đấy rất là hiểm hóc, nhưng chúng tôi cũng vẫn vận chuyển rất chu đáo và không có để vấn đề gì, hầu như là không có chuyện gì. Đây quý vị, tôi đang quay từ từ để quý vị cảm nhận cái độ nét, độ kỹ của cái bộ khuôn thước cấu đối này. Và chúng tôi thì một năm bán ra là vài chục bộ, có thể đến 5-70 bộ, nhưng mà làm rất mượt mà kỹ càng và bán khắp nơi, từ Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Bình, rồi thì ở Yên Viên hay là ở Đắk Lắk, Thanh Hóa vân vân, bán toàn quốc luôn. Bởi vì cứ một người dùng thấy đẹp thì lại thì giới thiệu cho người khác. Thì cái phần ở đây chúng tôi có, đây cái loại này là loại nền dày 5 phân. Thế còn cái loại nền dày 4 phân thì rẻ hơn nhưng mà trông cũng không đẹp bằng. Và bốn chữ đây là Ẩm Hà Tư Nguyên. Là bốn cái chữ rất là hay mà lần trước trong khi quay mộc là chúng tôi đã giới thiệu kỹ rồi. Đặc biệt nhất là quý vị chắc là sẽ nhớ chữ Tư này, trên là chữ Điền, dưới là chữ Tâm, tức là cái nặng về tâm tư. Thế còn hai bên thì một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Mạn Đại Vinh. Và cái này là cuốn thư Long Hóa và câu đối cũng Long Hóa luôn, câu đối Long Hóa và bên cạnh là Hùng Chỉ. Cho nên thường thì nhiều khách hàng thích là ở bên cuốn thư Long Hóa thì bên câu đối có thể lại là Phượng Hoàng hoặc là mẫu vắt vải. Tóm lại chúng tôi cũng có nhiều mẫu và nó đều là đồng bộ với nhau, bởi vì là cái phần nền thì đều là nền gấm chữ vạn và tượng trưng cho vạn sự như ý, và bên cạnh là chiếc hoa văn trông giống như đồng tiền cổ, tượng trưng cho là độc bất tận. Cho nên là người xưa khi thiết kế mẫu trông thì trông thoáng qua cứ thấy nó đẹp đẹp hay hay, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy rằng là đều có ẩn ý cả. Và bây giờ con cháu là về cơ bản là cứ phải học được hết những cái ý của các cụ, ngoài ra sáng tạo mà làm kỹ càng mượt mà được hơn thì càng tốt. Không thì cứ theo như các cụ là được rồi. Đây, xin nhắc lại là hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2016, và đây là cuốn thư câu đối Long Hóa. Quý vị có thể hỏi giá bằng cách điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi theo số điện thoại 0984 666 999, hoặc có thể là nhắn, có những khách hàng ở nước ngoài không tiện thì có thể nhắn qua Zalo hoặc Viber theo số điện thoại 0967 666 111, hoặc là kết bạn Facebook của tôi theo số, tìm theo số điện thoại 0984 666 999 để chúng ta tiện trao đổi và chat với nhau. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm, và chúng tôi cũng không giới thiệu được quá kỹ bởi vì thôi cũng đơn giản vậy thôi. Bây giờ là bắt đầu cỡ đã cắt dây xong và chuẩn bị là về vào trong xưởng để bọc, và từ giờ đến tối tôi sẽ cho ra bến xe Nam Bắc để chuyển hàng đi Sài Gòn. Đây chính cái bộ trường kỷ đang đánh giờ đây cũng chuẩn bị đi Sài Gòn. Đây là chúng tôi chuyển cho một lãnh đạo ở trong Agribank Sài Gòn. Anh có đuôi số điện thoại 529. Anh yêu cầu là giấu tên, không được nói. Đây là các cái phần mút xốp.
chuẩn bị chèn vào. Và trong khi chuẩn bị dừng clip thì tôi muốn đi sang khu B. Giới thiệu với quý vị là hiện nay bên khu B của tôi là đang và lắp và bày khoảng 50 cái sập. Và những cái sập thì trước khi chuyển đi thì sẽ được kiểm tra và điều chỉnh. Hiện nay là những người thợ chúng tôi đang điều chỉnh để chuẩn bị chuyển chiếc sập gỗ hương đá cho khách hàng ở Thái Bình. Trên hình ảnh quý vị vừa xem đây là nếu như không ở làng nghề thì những cái việc mà bán hàng đồ mộc của nó rất là khó khăn, bởi vì là không phải là như các cái đồ công nghiệp là cứ đăng ký xong là bán, mà cái đồ này nó đồ thủ công và nó có cái thời gian của nó, và sau cái thời gian một cái thời gian thì sản phẩm, có những sản phẩm cỡ lớn như là cái sập thì nó có thể bị co ngót, và trước khi giao cho khách thì phải có cái phần điều chỉnh lại. Cho nên là có làng nghề thì nó rất là tiện, từ xưởng này đến xưởng kia là điều động quân số là rất là thuận. Cho nhiều khách hàng mới hỏi tôi tại sao không mở chi nhánh ở Sài Gòn hay các nơi. Thực ra không đơn giản tí nào. Đây là chúng tôi bắt đầu đưa vào đóng gói. Thì đang chèn xốp đây. Chèn xốp thật dày vào giữa cho nó tì vào nhau. Tôi sẽ dừng máy ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi để tôi trực tiếp chỉ đạo cái việc đóng gói này.